ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Pháp Đàm về sinh tử do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Minh, Sacramento, Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phổ Minh và toàn thể quý thiền hữu tri thức đang có mặt tại chùa. Ngày hôm qua chúng ta có dịp chia sẻ một vài góc độ về ảnh hưởng của những hành động tâm thức ở trong những ngày và giờ phút cuối cuộc đời, quyết định đến cá tính và tiến trình tái sanh của một hương linh. Chúng ta cũng đang thảo luận một cách dở dang về các ảnh hưởng của những nghiệp lực trong suốt một đời sống tác động thuận chiều hoặc là nghịch chiều đến những giờ phút cuối của cuộc đời của một con người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành trọn buổi cho phần vấn đáp. Buổi pháp đàm này thì có thể có nội dung mở rộng, không nhất thiết liên hệ đến các đề tài được thảo luận ngày hôm qua, miễn là bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học. Cho đó kính mời quý vị mạnh dạn nêu những thắc mắc ở trên giấy hoặc là phát biểu miệng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần thảo luận. Thì thôi để từng câu. Cảm ơn câu hỏi vừa nêu đề cập đến một phần thảo luận sơ bộ vào buổi pháp thoại ngày hôm qua.
Câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt giữa hai khái niệm ma và quỷ, đặc biệt là gắn liền với bộ phim Ghost do Hollywood thực hiện. Ở trong triết học Phật giáo, khái niệm được sử dụng cho cái cảnh giới trung hữu, tức là do vướng về cảm xúc và nhận thức, không dẫn đến tiến trình trái sanh được, sự ách tắc giữa cái sống và cái chết đó, thì loại hình chúng sanh đó được gọi là ngạ quỷ. Các bản dịch từ tiếng Pali và Sanskrit sang tiếng Hoa đều dùng chữ quỷ, không dùng từ ma. Ma và quỷ theo Phật giáo cũng là một loại hình thôi. Và trong loại hình chúng sanh đó, như chúng tôi nói ngày hôm qua đó, họ là bản sao của những hành động, tâm lý, kiến thức, tánh tình khi họ còn sống. Sự khác biệt giữa họ nó liên hệ đến cả một cái chuỗi hành động của đời gần nhất và cộng với tất cả những cái năng lực nghiệp của nhiều đời sống, nhiều kiếp về trước. Khi con người còn sống, có người dữ, người hiền, người tốt, người xấu, người tích cực, người tiêu cực, người thế này, người thế kia. Thì sau khi qua đời, nếu bị vướng vào tình cảm chấp trước, uất hận, nuối tiếc, không siêu sanh thoát hóa được, thì cá tính ở dưới thế giới cõi âm nó là một bản sao hay là bản photocopy. Cho nên ma hay là quỷ thì cũng giống nhau, có ma ác, ma thiện, có quỷ ác, quỷ thiện. Ở trong bộ phim Ghost thì ông ma dữ tợn ở ga xe lửa đó là một người có tính bạo động, nóng nảy, nhưng cũng là một người rất là tốt bụng, nên đã hướng dẫn cho nhà tỷ phú này chết tồn tại dưới cái thế giới ma đó biết được cái cách thức để điều khiển các Phật và các loài Phật, để giờ đó có thể trả thù được người đã gây ra án mạng đối với mình và cắt đứt cái tình yêu rất đẹp mà lẽ ra nó phải được trổ hoa kết trái bằng hôn nhân. Tánh khí của loài ma và quỷ ăn khớp với tánh khí khi họ còn sống, và những người hiền lương, ít nói, hướng nội, khi qua đời tánh khí đó vẫn giữ y nguyên. Cái trường sinh học về tánh khí của họ dễ dàng được các nhà ngoại cảm nhận thức, nắm bắt được. Và cũng có nhiều người tới khửi miệng chocolate, họ cũng không thèm nói. Nhất là những người bị những chứng bệnh lãnh cảm, chai lì cảm xúc do quá nhiều bi kịch của khổ đau dồn dập đến độ họ đã không còn bất cứ một cái thái độ nào để muốn chia sẻ cái đời sống nội tâm của mình cho người khác. Qua đời trong tình huống đó thì dưới hình thái của một loài ma hay là quỷ, họ cũng có cùng cá tính đó. Lễ cầu siêu cho những hương linh như vậy cực kỳ khó. Phải làm sao cho họ buông bỏ được cái sự lạnh cảm và bắt đầu được lắng nghe, để theo sự hướng dẫn thì mới được siêu sanh. Do đó từ góc độ của nhà Phật đó, thì ma hay quỷ không quan trọng. Nhưng ở trong dân gian và trong các loại văn học về ma đó thì người ta phân biệt ra ma hiền, quỷ dữ. Người ta mô tả hình thù của loài quỷ bằng răng năm. Trên thực tế thì không có ma quỷ nào có răng nanh cả. Các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết cái cách thức họ nhận biết
hình thù của các hương linh nói chung, thông qua trường sinh học, cái sự hỗ trợ của cấu trúc DNA mà mọi người đều có khác nhau. Nếu khi hương linh qua đời là một bé gái 3 tuổi và do bị ức chế ở trong tiến trình tái sanh không ra đi được đó, 100 năm sau các nhà ngoại cảm vẫn nhận thấy được hương linh đó với hình thù 3 tuổi, không phải là 103 tuổi. Nhưng khi xưng hô đó thì hương linh đó xưng hô mình là bà cụ và kêu các nhà ngoại cảm tuổi bằng con cháu của mình là cháu hay con. Là bởi vì cái nguồn tâm thức trải qua 100 năm với cái chết từ cái tuổi số 3, chứ bây giờ làm cho hương linh nó có cảm giác rằng mình đang tồn tại dưới hình thức này 103 tuổi. Tính cách đó cũng có thể bắt đầu trở thành già nua, nhưng không có lượm cụm vì đâu có thân thể vật lý. Nhưng mà giọng nói của hương linh đó là giọng nói của một bé gái 3 tuổi, chứ không phải là của một bà già 103 tuổi. Vì cái trường sinh học, tâm thức và cấu trúc DNA lúc mất đó, nó hội tụ lại và không mất đi. Nhà ngoại cảm tiếp nhận được từ cái cấu trúc này và hình dung ra được hương linh đó là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, thậm chí sắc phục và các cách thức tư trang mang tính cách rất là cá nhân đều được cảm nhận một cách rất là chuẩn xác. Các nhà ngoại cảm còn cho chúng ta biết nữa, nếu là một linh mục, một mục sư mà chết không được siêu đó, thì họ nhìn thấy rõ ràng với hình thức đó. Thỉnh thoảng vẫn thấy những nhà sư với vị sư cô, nhưng số lượng đó rất ít. Do đó bàn đến cá tính của họ là chúng ta bàn đến cả một cái cấu trúc tâm lý học bao gồm 4 phương diện: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là dòng cảm xúc, tưởng là tiến trình ý niệm hóa, hành là tâm tư, và thức là sự phân biệt. Cái bản sao đó nó giống nhau, nhưng nó vẫn có cái tiến trình phát triển cá tánh ở trong loài ngạ quỷ, chứ không đơn thuần là một bản sao 100%. Sự thay đổi cá tánh trong tình huống của hương linh chậm và ít hơn so với hình thức của con người, tại vì con người còn có tiến trình của sự giáo dục qua chủ nghĩa kinh nghiệm, và do đó có thể học hỏi lẫn nhau, phát triển theo hướng hoặc là tốt hơn hoặc là thấp hơn. Còn các hương linh nó tồn tại dưới hình thức là tâm thức thôi, cho nên họ giữ cái cấu hình của tâm thức ngay cái lúc qua đời và gắn liền cái đó suốt cả bao nhiêu năm họ tồn tại dưới thức ngạ quỷ. Và sự thay đổi đó rất hiếm nếu không có những sự hỗ trợ của các nhà tâm linh, của thân bằng quyến thuộc. Đối với các hương linh đó, thì họ quan niệm là có đến cả 2-3 căn nhà. Cái căn nhà thứ nhất đó là nơi mà họ đã sinh sống mấy mươi năm, và có một số hương linh là sở hữu chủ của những căn nhà đó về phương diện pháp luật khi còn sống, thì họ vẫn thường xuyên lui tới vân vân, hoặc là thậm chí là cứ lẩn quẩn ở cái khu vực đó. Mộ huyệt là căn nhà thứ hai, và nghĩa trang á được xem như là một cái thế giới mà họ có thể giao lưu tương tác sinh hoạt, như chúng ta có những cái sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tập thể. Nồi nào dung đó là một công thức tâm lý rất là ứng hợp với các hương linh dưới cõi âm. Các hương linh cũng chọn bạn mà chơi, cũng tìm người đồng chí hướng, đồng tính tình, trao đổi tâm sự, chia sẻ trò chuyện, giỡn hết, nói chung là các cái nhu cầu tình cảm đó và nhận thức
ở thế giới con người thế nào thì hương linh cũng thể hiện như thế đó thôi. Nhưng sự thay đổi tánh trình nếu có diễn ra một cách rất là chậm. Và có nhiều hương linh cả mấy trăm năm trôi qua mà tánh khí vẫn giữ y nguyên thì không có sự tác động giáo dục. Phần thứ hai, nội dung của câu hỏi đó nó liên hệ đến cái cách thức mà hương linh tác động đến môi trường thông qua một cái vật trung gian, có thể là một con vật nào đó, tạo ra một tiến trình bấn loạn về tâm lý dẫn đến sự khủng hoảng, và do đó tác nhân hay là kẻ thù tạo ra cái chết mà hương linh đang muốn trả thù đó có thể bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng, và do đó tai nạn diễn ra, như đã được mô tả ở trong phim The Ghost, là một dữ liệu hết sức là phù hợp với tinh thần kinh điển của nhà Phật. Lý do chính đáng nằm ở chỗ vì các hương linh không có cấu trúc thân thể vật lý mà chỉ còn là một cái trường sinh học tâm thức, cho nên hương linh không thể cầm các vật liệu và tác động chúng như chính con người với bàn tay, khối óc và cái năng lực sức khỏe tồn tại trong sinh mạng có thể làm những gì mà con người có thể làm. Cho nên cái năng lực chi phối điều khiển ở một mức độ nhất định nào đó chỉ có thể xuất hiện ở các hương linh có sự thực tập, mà sự thực tập được đưa ra trong bộ phim The Ghost là về tâm thức. Cái ông được xem như là quỷ trong bộ phim đó, ở ga xe lửa đó, ông nóng tính, ông dữ dội, ức hiếp theo tinh thần ma cũ ăn hiếp ma mới, đánh cho ông triệu phú này nhiều thử rồi, sau đó thương tình quá mới chỉ. Cái nguyên nhân của phần hướng dẫn chúng tôi xem bộ phim này cách đây vài năm không nhớ, nhưng mà đại khái ý là nằm ở chỗ đó, ông bảo rằng là cái thế giới của cõi âm đó nó nằm ở chỗ là vận dụng tâm thức để điều khiển và chi phối, và nếu một cái ức chế về sự điều khiển này nó xuất hiện đó, thì sự điều khiển đó không được thành công. Và hương linh triệu phú này đã thực tập vài lần, cuối cùng làm được, có khi làm được có khi không, giống như Dương Quá sử dụng cái chiêu nhất dương chỉ, khi được đó thì đối thủ thất bại, khi không được bị ta đánh nhường thử. Đó là cả một cái quá trình huấn luyện tâm thức thôi. Và không phải bất kỳ một hương linh nào cũng có thể làm được điều đó. Còn các hương linh khi còn sống, cái cấu trúc tâm thức nhạy cảm thì dễ dàng thực tập những bài thực tập này. Còn các hương linh có tánh khí trì độn thì thực tập phải trải qua một thời gian khá lâu, mà phần lớn là khó có thể thành công. Và đó cũng chính là cái điều may mắn đối với thế giới loài người. Nếu hương linh nào cũng có thể làm được điều đó một cách dễ dàng đó, cho thấy ăn oán giang hồ dẫn đến sanh và tử có thể làm cho những người còn sống vốn đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau một cách bất đắc dĩ hay cố tình, bị các hương linh đó trả thù, và đời sống của con người sẽ khó có thể được bình an. Có thể cái số lượng tỷ lệ của các hương linh có thể làm được việc này nó khoảng là 0.00% chúng ta giả đoán như vậy thôi, vì chúng ta dựa vào cái cấu trúc của tâm thức là hương linh đang bị sự khủng hoảng, tâm thức đó bị hoang mang không ổn định, cho nên cái năng lực điều khiển chi phối đó để thực hiện đó sẽ khó có thể được thực hiện. Và thứ hai là không có thân thể vật lý, tay chân, ngôn ngữ như con người, cho nên sự thành công rất là ít. Có một lần nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thần kể với chúng tôi, trong lúc đi tìm hài cốt của một nghĩa sĩ thì cô lại gặp một toán quân khác chết trận một cách đau thương, do vì một chiến sĩ
đối thủ bắn chết. Thì khi xuống với thế giới âm phủ đó, điều rất là ngạc nhiên là họ trở thành bạn của nhau. Cái người bắn các nghĩa sĩ này chết, sau đó cũng bị bắn chết, không còn có cái ăn oán giang hồ như khi còn sống, mà họ ngồi tâm sự, trò chuyện, nói chuyện với nhau. Họ nói khi xuống dưới đây tất cả chúng ta là những người anh em, không còn phân biệt ý thức hệ. Và cũng có những cái tình huống các hương linh tiếp tục bắn nhau bắn bằng ảo giác, bắn bằng sự tưởng tượng, do vì sự hận thù không được kết thúc. Thì những tình huống như thế nó bộc lộ được một phần nào đó cá tánh của các hương linh, và sự bộc lộ đó là điều mà chúng ta có thể tin được. Bởi vì nhà ngoại cảm làm công việc thông ngôn, mô tả lại những gì mà hương linh nói bằng trường sinh học tâm thức của họ, thân bằng quyến thuộc của các hương linh này còn sống, họ chứng kiến, cảm nhận được sự mô tả này và thừa nhận đó là sự thật. Là bởi vì nội dung mô tả đó nó ứng với những gì đã diễn ra trong hoàn cảnh gia đình của những người đó, và buộc người họ phải tin đó. Cách xưng hô, thậm chí là tánh tình, tình cảm, thái độ ứng xử giữa những người thân với hương linh với nhau, họ biết hết, và họ tường thuật lại cho nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm lặp lại điều đó. Do đó ma và quỷ đều là nạn nhân của sự chấp trước. Khi còn sống tánh khí lòng sân nhiều đó, thì khi chết hương linh đó cũng còn lòng sân nhiều, và thỉnh thoảng đó, họ cũng nguội lạnh xuống. Thì dựa vào cái cấu trúc tâm thức này đó, chúng ta có thể thấy rằng là cái hoạt dụng thọ tưởng hành thức của các hương linh vẫn diễn ra một cách bình thường. Cho nên nương vào đó mà chúng ta có thể hỗ trợ và phân tích về những thứ này để xem hương linh bị dính chấp dẫn đến tình trạng bị đọa ở trong thế giới gà quỷ có cơ hội để tháo gỡ sự dính chấp. Có hương linh chấp về cảm xúc khổ đau, uất hận, bị khủng hoảng, thù hằn, trả đũa, cho nên đã lưu giữ cái mệnh sống của mình lâu dài dưới cảnh giới này. Có hương linh quen với sự tưởng tượng, ví dụ đang làm công tác nghiên cứu ở trong các phòng thí nghiệm, hay là đang tưởng tượng phát minh, sáng kiến, tư duy, nhận định, đánh giá, và cái chết diễn ra thành lịch. Thì khi chết các hương linh đó vẫn còn thói quen tưởng tượng, và họ sống với cái này rất mạnh. Họ làm cho họ có cảm giác bay bổng, hạnh phúc, vân du ở khắp mười phương cõi. Và những hương linh như thế thì rất là khó độ, vì họ vừa nghe mình hỗ trợ tâm thức vài ba câu rồi họ giọt mất tiêu, rồi sau đó thấy buồn buồn quay trở lại để tiếp tục nghe. Cũng có hương linh đó bị cái bệnh trầm tư mặc tưởng, hay là nguội lạnh về tâm thức, và mình phải hỗ trợ rất là nhiều mới có thể phá vỡ được cái sự nguội lạnh đó. Do đó các hỗ trợ về các phương diện này nó rất là cần thiết. Anh cho nhỏ nó xuống, nó bị vang. Xin đi câu hỏi kế tiếp. Cảm ơn anh đã nêu ra một cái nghi vấn rất là lý thú về bản chất tâm thức của loại hình chúng sanh được gọi là Atula. Thế giới của Atula đó được các kinh mô tả rất kỹ, nhất là kinh Tạng Pali, và được định nghĩa là tợ thiên phi thiên, tức là gần giống như là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, nhưng trên thực tế không phải, vì cái phước báo đó của họ ít hơn là phước báo của chư thiên. Về ngoại hình thì kinh điển mô tả đó họ có hình thù xấu xí,
thấp 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 bé bé như chúng tôi đó, nhỏ hơn đó. Và họ có cái lòng sân tương đối mạnh, nóng nảy, bực dọc, cao có, khó chịu. Đó là thế giới nam của Atula. Trong khi đó, đối với nữ Atula thì đẹp tuyệt trần. Các cuộc đấu chiến thường diễn ra giữa thế giới Atula và chư thiên được nêu ở trong kinh Tạng Pali nhiều lắm. Và phần thắng bao giờ cũng thuộc về chư thiên. Cuộc đấu tranh của họ không gì khác hơn là giành những người nữ đẹp của Atula. Dựa vào cái mô tả đó đó, thì chúng ta có thể hiểu Atula thực ra cũng là một loại hình con người ở các hành tinh. Họ có phước báo, họ có tri thức, khoa học, phương tiện dồi dào phong phú hơn con người ở hành tinh này. Nhưng về hình thù và tánh khí á, thì đôi lúc họ thua một số con người của chúng ta. Lý giải tâm trạng nóng nảy của Atula như là các cái tầng cấp hay tất cả các cái ram tính khí của sự nóng nảy ở trong một con người là một phương diện ứng dụng và nó khá hay. Có nghĩa là có những lúc chúng ta trở thành Atula về tính cách khi mà lòng sân cao có, bực dọc, bạo động, kháng cự, xung đột, mâu thuẫn, khủng hoảng, thì chúng ta đang sống ở trong tâm thức Atula. Cái phần ứng dụng đó ai cũng có và loài nào cũng có. Các loài động vật cũng có những tâm trạng ứng với tâm thức Atula. Các loài ngạ quỷ cũng có những tâm trạng ứng với Atula. Nhưng theo kinh Tăng Chi và các bản kinh đầu tiên nói về năm cảnh giới chúng sinh thì Atula là một trong năm loại. Nói một cách khác là trong năm loại hình chúng sinh, ít nhất là có ba loại hình thuộc về con người. Con người ở hành tinh chúng ta đang sống, con người ở các hành tinh cao cấp hơn. Mà trong hai mấy năm trước đó, đang có một cái hiện tượng người từ Đĩa Bai. Chúng ta có thể tin đó là chư thiên. Còn Atula thì chúng ta vẫn chưa phát hiện. Các nhà khoa học diễn tưởng đã hình dung ra rất nhiều các loại hình con người ở các hành tinh khác. Cao lớn cũng có, nhỏ bé cũng có. Và có thể Atula là một trong những loại như thế. Còn lại hai loại hình chúng sinh, súc sinh và ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng là một hình thái khác của con người, chưa được thiêu do vì chấp trước, ái luyến, nuối tiếc, hận thù. Nói chung bị bế tắc về phương diện tâm thức, cho nên không chấp nhận đời sống trong tương lai và giữ lại trong cái thế giới của trung hữu. Loài chư thiên cũng có ngạ quỷ, loài Atula cũng có ngạ quỷ, loài động vật cũng có ngạ quỷ. Phần lớn là các loài động vật sau khi qua đời, dầu là hết tuổi thọ hết nghiệp hay là chết hoạn tử đó, sẽ có cái cảnh giới tái sanh theo nghiệp, được kinh mô tả giống như cái cây. Khi cắt ngang, nó sẽ nghiêng, nó sẽ ngã về phía mà nó bị nghiêng. Nhưng cũng có các loài động vật đó chết là không siêu, không có tiếp tục trở thành loài động vật hay là tái sinh làm lại con người, mà trở thành ngạ quỷ về phương diện tâm thức, về tiếc nuối. Nhất là các loài động vật phát triển cái phần tâm thức ở mức độ có thể gần bằng như là con người, chẳng hạn như là loài cá heo, loài khỉ vượng và một số loài động vật mà được huấn luyện ở trên các sàn xiếc, và chúng rất thông minh như là con người. Cho nên khi quá cố và chúng tiếc nuối về những gì mà chúng đã làm mang lại cho chúng hạnh phúc đó, thì chúng có thể tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ. Nếu bị tiếc nuối, phần lớn chúng sẽ đi đầu thai. Như vậy nếu chúng ta lý giải cái ram tâm thức thì
ở trong mỗi một chủng loại trong năm chủng loại tái sanh của luân hồi đó, nó đều có các chủng loại. Ví dụ trong con người cũng có những rạp tâm thức ứng với chư thiên, ứng với Atula, ứng với ngạ quỷ, ứng với súc sinh. Chúng ta thấy cái này rõ lắm. Có nhiều người tâm tánh cao thượng, hiền hòa, nhân hậu, thuần phát, chân chất, làm và sống với tinh thần vô ngã vị tha, mặc dù họ không hề là Phật tử. Chúng ta hiểu họ đang sống với cảnh giới của chư thiên. Có những người đang sống với tâm nóng nảy, cương trực, hùng dũng, bất khuất và mang lại biên cương bờ cõi với sự thanh bình, thậm chí họ sẵn sàng hy sinh luôn cả mạng sống của họ. Chúng ta thấy họ như là những người Atula. Và có những người tối ngày chỉ tập trung vào chủ nghĩa hưởng thụ, mọi thứ trong cuộc đời này là chỉ có ăn mặc ngủ ở cái chiều rất thấp, là nặng về phần dục và nó có phần hướng về phần tịch. Thì chúng ta có thể hiểu cái khuynh hướng đó sẽ dẫn tới thái độ chấp thủ, làm cho họ keo kiệt, bỏng sẻn, tiếc nuối tài sản, không dám chia sẻ với bất kỳ ai, dầu cho bất kỳ một ý nghĩa xã hội nào, họ đều không quan tâm. Thì chúng ta có thể hiểu rằng là họ đang sống trong cái ram tâm thức của ngạ quỷ. Và hưởng thụ không, không biết tương lai, không biết gì cả, thì họ như là đang ở trong tâm thức của súc sanh, nửa người nửa thú. Rồi tương tự còn lại, ở trong thế giới thiên, thế giới Atula cũng có những ram tâm thức ứng với con người, ứng với ngạ quỷ, ứng với địa ngục, ứng với súc sinh, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy là nó có cái phần chung và riêng ở trong từng chủng loại. Đối chiếu so sánh các cái chung và riêng về nghiệp giữa các chủng loại này đó, nó có những cái nó gần với nhau, có những cái nó ăn khớp với nhau, có những cái nó cao hơn hoặc thấp hơn. Đó là chuyện rất là tự nhiên ở trong thế giới chủng loại của các sự sống. Do đó nếu chúng ta tin tưởng vào sự mô tả trong kinh đó, thì có 5 chủng loại, trong đó không có địa ngục. Và địa ngục là một cái phần giáo dục khuyến tấn, và ý nghĩa đạo đức của nền giáo dục này vẫn rất cao. Chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng trong những cái tình huống cần thiết, và phải hiểu rằng nó mang ý nghĩa biểu tượng và triết lý nhiều hơn là mô tả thật. Cuộc chiến giữa thế giới Atula và chư thiên nó gắn liền với sự hưởng thụ tính dục, và kết quả là cả hai bị khổ đau. Nhiều bản kinh mô tả như thế. Kết thúc của các cuộc chiến thường dẫn đến sự tổn thất về phước báo trong thế giới của chư thiên và thế giới của Atula. Và đối với thế chư thiên, nó có thể biểu đạt qua năm tướng suy xuất hiện để cho thấy rằng là họ đang chuẩn bị rơi xuống một cái tầng cấp, có thể là con người nếu may mắn, tệ hơn nữa có thể là ngạ quỷ và súc sanh. Còn Atula được kinh điển mô tả thì họ có được một cái thần lực biến trốn ở trong những tình huống khi bị chiến bại, và thế giới chốn của chúng thường là các hồ sen. Chúng tôi đọc rất nhiều ở trong kinh Tạng Pali, thấy là sau khi thất bại trong những cái cuộc đấu chiến đó, thì Atula rút về các hồ sen, có khi chui vào trong cái cuốn sen, khi chui vào ở trong cái ngó sen, khi thì lặn xuống ở dưới bùn nước mà. Và chư thiên cảm thấy đó là cái chỗ mà nó dơ, cho nên không muốn tới nữa và rút luôn. Sau đó là thế giới của Atula được yên ổn. Thì mô tả như thế này thì mắt mình không thể nhìn thấy được, tai mình không thể nghe được, không cảm nhận được, nhưng nó là một sự mô tả, và chúng ta cứ tạm ghi nhận. Có thể sau này nền khoa học
ngày càng phát triển đó, có những cái cuộc giao lưu, đối tác sinh hoạt giữa các loại hình con người ở các hành tinh khác nhau. Có thể 100 năm sau, 200 năm sau, chuyện đó có thể có. Còn trong thời đại của Đức Phật đó, thì sự tương tác giữa chư thiên và con người đó là chuyện diễn ra thường xuyên. Thậm chí có nhiều bài kinh Đức Phật nói là do sự thỉnh cầu của chư thiên, là người từ hình khác bay đến rồi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Lúc đó không biết cái ngôn ngữ chung nhất giữa Ngài và các chư vị thiên này là ngôn ngữ gì, nhưng kinh mô tả nhiều lắm. Ví dụ bài kinh Hạnh Phúc đó, nói về 10 nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc, phúc đức và an vui trong cuộc đời. Đương cơ pháp hội của bài kinh đó không ai khác hơn là một vị thiên nam tử với hào quang chói lọi và muốn giúp cho nhân loại được hạnh phúc, cho nên ông đã thỉnh cầu Đức Phật nói bài kinh đó. Như vậy dựa vào cái mô tả này, chúng ta thấy là cái đặc điểm của thế giới chư thiên đó là ánh sáng và hào quang. Ánh sáng và hào quang tượng trưng cho trí tuệ, mức độ thấp hơn nữa là tri thức. Khi mà con người tại hành tinh này phát triển về phương diện trí tuệ, về tri thức đó, ở mức độ cao đó, thì là lúc đó con người đang sống với cảnh giới của chư thiên. Chúng ta có thể nói Hoa Kỳ và một số quốc gia tiên tiến ở phương Tây đó là chư thiên của cõi ta bà. Điều đó không sai, vì khoa học kỹ thuật được phát minh tại đây và họ đang dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này, bao gồm luôn lĩnh vực kinh tế, và có một sức chi phối khá là lớn đối với thế giới của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Thì Atula nó cũng như vậy. Nếu chúng ta nói một cách tóm tắt lại loại hình chúng sanh, lấy con người làm chuẩn đó, thì chỉ có ba loại thôi. Con người gồm có cao nhất là con người chư thiên, con người Atula. Thứ hai đó là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh. Các chủng loại này nếu bị luyến tiếc trong cái chết đó, thì đều trở thành ngạ quỷ. Nên cảnh giới nào cũng có ngạ quỷ. Và tương tự như thế, theo tâm thức đó, thì Atula cũng có những người tâm thức nó bằng con người thôi, không cao hơn. Nhưng ở loài ngạ quỷ và súc sanh thì không thể có cái tầng tâm thức ứng ngang hàng với con người chư thiên và con người Atula. Chuyện đó không có. Nếu có là họ đâu có bị đọa vào cảnh giới này. Và như chúng tôi vừa trả lời trong câu hỏi trước, rằng là cái mức độ tâm thức của hương linh đó, nó giữ ở mức độ tương đối là 90% so với những gì khi họ còn sống, ngoài trừ họ được hỗ trợ tâm thức thông qua các lễ cầu siêu, thì lúc đó họ đã chuyển hóa và siêu sanh thoát hóa ngay lúc đó. Còn nếu cái tâm thức vẫn còn được giữ nguyên thì họ vẫn còn tiếp tục tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên nếu sử dụng các cái tầng cấp tâm thức để phân tích thì chúng ta thấy là con người nó có ứng với chư thiên và thấp nhất là ngạ quỷ. Nhưng ngạ quỷ và súc sanh không thể ứng với con người, chư thiên và Atula. Chư thiên, con người và Atula cũng là cảnh giới của con người, nằm ở các hành tinh khác nhau với các môi trường sống, phương tiện khoa học, giáo dục, kỹ thuật và nhiều thứ khác nữa. Còn cái cấu trúc nghiệp và nhân quả của nghiệp ở trong các cảnh giới này đều giống nhau. Do đó hiểu thế giới Atula là những cái ram tâm thức cũng hay, nhưng ngoài cái ram tâm thức ra, họ có một cảnh giới. Cảnh giới đó là các hành tinh khác mà không biết nằm ở chỗ nào. Các nhà khoa học vũ trụ của Trung Quốc dự kiến vào năm 2010 hoặc trễ nhất là 2020 sẽ đưa con người lên không gian để du lịch và cho con người hạ cánh xuống mặt trăng. Còn tại Hoa Kỳ thì các nhà khoa học nêu quyết tâm là khoảng trễ nhất là 2015.
Bây giờ có nhiều triệu phú, tỷ phú đã đăng ký mua vé 400.000 đô. Tới lúc đó không biết là nó có thấp hơn không. Đi mấy ngày thôi. Theo sự tiến triển khoa học như vừa nêu đó, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng là trong tương lai là các nhà khoa học có thể tạo ra các loại phi thuyền và những cái loại thuốc có thể giúp cho con người tồn tại lâu, đi ngược lại cái tiến trình lão hóa ở trên hành tinh này để bay ra không gian đến các hành tinh khác của có sự sống của con người. Và lúc đó chúng ta có thể biết được thế giới của Atula nằm ở chỗ nào. Nhờ khoa học chúng ta thấy rằng là một ngày một đêm ở trên mặt trăng nó bằng hình như là một tháng hay là một năm gì đó ở trên địa cầu của mình. Cái múi thời gian, cái chiều dài của múi thời gian giữa mặt trăng và hành tinh của chúng ta là đã khác nhau. Và dựa vào cái mô tả này, chúng ta thấy là những gì mà được mô tả trong kinh đó, nói là một ngày một đêm ở một tầng trời thấp nhất đó, nó bằng như là 100 năm ở hành tinh mình. Rồi 100 năm của cái cảnh giới chư thiên thấp nhất đó, nó bằng một ngày một đêm của cảnh giới chư thiên cao hơn chút xíu. Nói như vậy, cuối cùng đến tầng trời thứ 33. Cái chiều dài của các cảnh giới con người chư thiên, con người Atula nó khác nhau. Và nhờ các nhà khoa học phát minh ra cái múi thời gian ngày và đêm trên mặt trăng khác nhau làm chúng ta tin điều này. Trước đây chúng ta chỉ hình dung sự khác biệt đó thông qua việc so sánh với mạng sống của các chủng loại nhỏ hơn con người. Ví dụ như loài muỗi đó, cả một đời sống của chúng đó nó chỉ tồn tại trong vòng có mấy ngày, có nhiều loài chỉ có mấy giờ thôi, nhất là loài vi tế côn trùng, có loài thì 10 năm, 20 năm, 30 năm, còn con người trung bình là khoảng 60 năm. Sự khác biệt nhau giữa các chủng loại đó mà nó vẫn tạo ra những cái kiếp sống khác nhau. Để hy vọng là sự phát minh của khoa học với các phương tiện hiện đại nhất có thể làm cho mình hiểu hơn thế giới này. Dù sao thì nữa thì cái điều mà anh đưa ra cũng là một cái nội dung rất là lý thú để chúng ta cùng tham khảo thêm. Và xin nêu câu hỏi khác. Quý vị ở dưới, quý bác ở dưới có ai chia sẻ với quý vị nếu dạ, mời bác. Thưa thầy, hiện tại giờ cái vấn đề chính bây giờ là của khoa học là vấn đề stem cell, thì sự sống thật sự, cái tâm thức, hay là nói rõ là cái vấn đề sinh học thì nó ngang tại đó, nhưng mà vấn đề là chẳng hạn như là nói là linh hồn thì không phải linh hồn cái gì của giáo không chấp nhận kỹ thuật, nhưng mà cái phần tâm linh phát xuất từ lúc nào, mình chấp nhận lúc nào, bởi vì nếu trên phương diện sinh học thì cái sự tập hợp giữa hai tế bào cha và mẹ để mà tạo thành một cái phôi thai thì học nó chỉ nhìn đó là một cái tập hợp tế bào, thì họ chưa công nhận cái đó là sự sống của con người. Còn Phật giáo chúng ta thì có thể nói là sự sống con người bắt đầu từ cái chỗ hai tế bào bắt đầu phối hợp nhau để tạo thành ra một cái hợp bào. Thì Phật giáo đứng ở đâu, là có ý kiến thế nào thì quan niệm về vấn đề này. Cảm ơn bác đã đề cập đến một câu hỏi mang bản chất của sinh đạo đức học, một ngành học khá lý thú ở trong sinh học hiện đại. Gần đây tại Việt Nam thì có khoảng 20 tu sĩ Phật giáo tốt nghiệp bác sĩ. Và khi trở thành bác sĩ thì họ cũng đều trải qua những cái thực tập
mổ xẻ, thí nghiệm ở trên các loại sinh vật có cái cấu trúc DNA đó gần như con người, và phần lớn là loài chuột. Các thầy chuẩn bị ra cái ngành bác sĩ thường từ chối cái môn sinh đức học, vì làm như thế nó dẫn đến sự sát hại sinh mạng. Ngành sinh đức học hiện tại đó đi cái mục đích là mong mang lại hạnh phúc tuổi thọ cho con người, và tất cả mọi phương tiện đạt được cái mục đích đó đều có thể được sử dụng, và nó được sử dụng bằng một thái độ đạo đức, cho nên luật pháp thế giới ủng hộ. Nếu không có những cái thí nghiệm trên các loài vật có cùng cấu trúc và sinh học như con người đó, thì việc ứng dụng thuốc và các phát minh của y học đó có thể trở thành rất nguy hiểm. Chúng ta không đồng loạt tính điểm hết tất cả các phản ứng phụ có thể có, cho nên họ đã buộc phải chấp nhận làm như thế. Nhân quả Phật giáo sắp bước rất rõ rằng là trọng tâm của nhân quả đó, nó có một mối liên hệ và cái chịu sự tác động trực tiếp và chính yếu từ tâm, từ thái độ và động cơ. Cũng là một hành vi sát nghiệp, nhưng nếu nó phục vụ cho mục đích sinh học đó, thì cái quả của nghiệp sát này sẽ ít hơn, vì mục đích của những người dấn thân vào sinh học, sinh đức học này đó, là mong tìm ra những cái phương thuốc để cứu cho sự tồn nguy của con người. Nên động cơ tốt đó nó vẫn trổ quả song hành cùng một lúc với hành vi sát nghiệp giết các loại sinh vật này để thí nghiệm. Cho nên trong hành động này đó, hai nghiệp quả trổ cùng một lúc. Sự sát nghiệp ai gắn liền với ngành sinh đức học đều phải chấp nhận, nó diễn ra một cách tất yếu. Nhưng sau đó nếu họ phục vụ vào cái mục đích mang lại hạnh phúc tuổi thọ và sự sống của con người đó, thì họ lại có một phước báo khác. Cho nên y đức học cần phải được phát huy để cho những người làm lĩnh vực này đó trở thành như là những từ mẫu hay là những từ phụ. Thì nhờ đó mà những cái nghiệp sát ở trong tiến trình của cái ngành sinh đức học mà họ phải áp dụng như là một cái điều kiện tất yếu đó, nó giảm đi khá nhiều cái nghiệp sát sạch. Các vị tu sĩ Phật giáo trong thời hiện đại học và tốt nghiệp ra ngành bác sĩ đã xin miễn cái bộ môn sinh đức học và các trường y khoa tại Việt Nam cũng đã thông cảm việc đó, cho nên trừ điểm một số nhưng lại cho họ những cái thí nghiệm khác để bù lại. Còn đối với các sinh viên y khoa khác đó, thì họ buộc phải trải qua, nhưng mà có một số người cũng không làm việc đó được nên họ bị đánh rớt môn này. Nếu bản chất của một hành động nó nằm ở cái tính chất của tâm đó, thì động cơ của hành động trở thành là quan trọng nhất. Khi các em bé được cha mẹ cho sử dụng các trò chơi điện tử như là một thú vui và giải trí sau những cái mùa học căng thẳng, chẳng hạn như cách đây 2 tuần nghỉ hè cho học sinh, và phải sử dụng đến những cái trò chơi có bắn súng giết người, chung chỉ thọ chí tan bồng, cảm thấy vui ở trên hành động này. Và nếu lúc đó cái tâm thức này nó liên tưởng đến những cái hành động đã từng có giết người, giết các súc vật ở trong hiện tại hay là đời sống quá khứ, nó sẽ trỗi dậy, và một hành động giết ở trên trò chơi điện tử này nó trở thành một cái nghiệp sát về phương diện tâm. Nếu người ta sử dụng các trò chơi điện tử liên hệ đến cái ngành cứu thương, ngành bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật, có yếu tố của lòng từ bi, trái tim nhân ái đó, thì tâm lượng của
cái người chơi những trò chơi này nó sự được nhân cao và phước báo cũng được gia tăng. Theo cái thức như thế đó, chúng ta có thể áp dụng cái công thức của tâm ở trong hành động. Hai người lính giết nhau trên chiến trường, sự bóp cò và viên đạn đã được bắn ra, cái chết đã làm cho chiến sĩ ở đối phương nằm xuống vì giận quá. Người lính đang còn sống này cầm và nã vào thân thể của người bị chết đó một tràng AK, bắn người đó thêm nhiều phát nữa, thì cái nghiệp sát đó nó được tăng lên gấp nhiều lần. Mặc dù chỉ có một đơn vị mạng sống bị kết thúc, nhưng mà cái nghiệp sát đó nó được thực hiện đến nhiều lần. Hoặc là mình giết một người đó chết rồi, sau đó mình dùng dao chặt, đâm, rồi búa mình nện xuống, mình nghĩ là mình giết cái đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì cái nghiệp sát ở tâm này nó cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Cách đây vài tuần lễ, cái sự kiện một sinh viên Triều Tiên bị tâm thần bắn chết các sinh viên khác, thì trong tình huống đó đó, nó có thể cái động cơ không phải là do vì giận mà giết, không vì do thù mà giết, không phải do si mà giết, mà do vì cái tâm thức không còn được điều khiển một cách đúng giết, thì cái động cơ của sự giết này nó nhẹ hơn. Nhưng cái hậu quả của sự giết đó chúng ta thấy là mang lại biết khổ đau cho biết bao nhiêu gia đình, mà nói kinh hoàng cho các trường học của Mỹ và của thế giới nói chung. Thì trong tình huống đó đó, chúng ta có thể thấy rằng là cái nghiệp vô tình đó, nó sẽ tạo ra những cái quả vô tình, và bản thân tác giả tạo ra những cái nghiệp vô tình, trong đó bao gồm luôn hành động giết hay là những hành động bất tiện do trục trặc bộ não, bị mát, bị thần kinh hay là bị tâm thần gì đó, thì cái hậu quả của người đó vẫn phải tiếp nhận gần như là 90% so với một người giết có chủng ý, có lòng sân, vân vân. Là bởi vì ở đây Hương Linh đó có thể có ảo giác gì đó trong tâm, ảo giác đó có thể nghĩ rằng những người sinh viên bạn bè và thầy giáo của mình là kẻ thù của mình trong một lần kiếp nào đó, và họ giết để thỏa mãn, để hạnh phúc. Vì sau khi sinh viên đó giết xong rồi anh ta cũng chết, nên không ai biết là trong lúc mà anh ta giết anh ta có cái tâm trạng như thế nào. Nói tóm lại là bản chất của động cơ đó, nó quyết định cái tính chất nặng hay nhẹ của cái quả, chứ không đơn thuần chỉ là cái kết quả của hành động. Theo Phật giáo thì mầm sống của con người nó được đông đo tính điểm khi mà hai vợ chồng hay là giữa một người nam và nữ có quan hệ giới tính và Hương Linh này chết, lập tức đi vào ngay cái nơi giao tiếp của dục đó để tạo thành một mầm sống mới được gọi là phôi. Thì mầm sống đó đã được đông đo tính điểm thành là một đơn vị. Sự thí nghiệm về phương diện sinh đức học ở trong ngành bác sĩ đó, nếu có phải sử dụng đến như cái này thì vẫn được xem như là kết thúc một mạng sống. Nhưng cái hậu quả của sự kết thúc đó nó nhẹ hơn, vì mạng sống này nó chưa đáng kể lắm. Còn giết một mạng sống như là một con người thì nghiệp nó sẽ nặng hơn một con người cụ thể. Ở trong giới luật Phật giáo có phân định thế nào là một hành động sát sanh. Thứ nhất là có một người chết, người đó được định nghĩa là có hình thù vóc dáng, rồi có động cơ giết, có công cụ giết, và có một người giết chứ không phải tự nhiên vô cớ người đó chết. Nếu người đó chết do thiên tai thì không còn được gọi là sát sanh. Theo cái định nghĩa này đó thì chúng ta thấy là cái hình thù của sắc uẩn đối với các cái phôi thai đó, nó là một cái gì đó rất nhỏ mà nó là cái điểm đầu tiên để tạo ra cái lớn này, thì cái nghiệp sát đó nó không mang lại một hậu quả lớn như là sát nhân một cách cụ thể. Người Việt Nam có thói quen ăn hộp vịt lộn đó,
cái đó nhẫn tâm đó. Vì cái mầm sống đó chuẩn bị trở thành một mầm sống là bị giết đi, chỉ cần để vài tiếng là một ngày nữa là nó có thể trở thành một con gà hay con vịt. Chúng ta luộc nó và ăn với cái mùi hương vị như thế nào đó mà ta cảm thấy là nó ngon, nó béo, nó hấp dẫn. Và cái nhẫn tâm đó làm cho ăn quán giang hồ diễn ra lớn lắm. Tương tự ở trong thế giới con người, đó là sự phá thai. Người Ấn Độ ngày nay đó rất là tối kỵ về vấn đề phá thai và khám nghiệm giới tính của thai nhi ở trong bụng mẹ. Và luật pháp Ấn Độ đã quyết định nếu người mẹ nào đi khám nghiệm giới tính của đứa con trong bào thai sẽ bị phạt, phạt rất nặng. Bởi vì tại cái nền văn hóa phong tục của Ấn Độ đó, sinh ra năm người nữ không phải là Ngũ Long công chúa mà là xẹp tiệm luôn. Vì nữ phải đi lấy chồng và phải đóng tiền hồi môn cho gia đình chồng rất nhiều, tùy theo vai trò vị trí xã hội, sự đẹp trai của bên chồng với những điều kiện mà người đó đặt ra. Cho nên sanh ra một người con gái là một cái nặng. Và nếu là nhà nghèo đó, sanh thêm một đứa nữa thì cả gia đình đó ngóc đầu lên không nổi nếu thương con thật sự. Cho nên nhiều gia đình bế tắc trước cái phong tục sai lầm đã phải giết chết đứa con khi phát hiện cái giới tính của đứa con trong bào thai là nữ. Thì trong tình huống này thì cũng giống như việc mà giết cái trứng hộp vịt lộn hay gà, hay là cái trứng gà vịt lộn vậy đó, nó nhẫn tâm lắm. Và lúc đó cái đơn vị sự sống đó vẫn được tính như là một người, còn ở cái phôi quá đơn giản đó thì có lẽ nó không cao. Còn sự sảy thai hay là những cái tình huống mà các bác sĩ đề nghị đó là phải mổ để lấy cái thai này ra, vì cái thai này nó không thể nào tạo thành mạng sống. Nếu tạo thành mạng sống đó thì đứa con đó có thể bị trì độn, bị những chứng bệnh đau, hay là bị tật quyền, hay là bị khổ đau suốt cái cuộc đời, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống người mẹ, và đề nghị người mẹ phải mổ để móc cái này bỏ ra. Thì trong tình huống đó chúng ta thấy nó là một sự kiện bất đắc dĩ, thì cái nghiệp sát sanh nó sẽ giảm ở một mức độ khá nhiều so với tình huống mình cố tình giết á. Cho nên cái gì nó cũng tương đối, và giá trị tương đối đó nó tỷ lệ thuận và lệ thuộc vào cái động cơ của tâm. Thấy được các việc này nữa thì ai đã từng có những cái thói quen ăn hộp vịt lộn hoặc là phá thai một cách vì lý do hoàn cảnh, vì lý do xã hội đó, thì cần tổ chức các lễ cầu siêu, mong cho đứa con mà mình phá thai đó do mình thiếu hiểu biết trước đây hoặc là do lý do y học được siêu sanh thoát hóa và không có cái mối hận thù đối với mình. Những người xuất gia khi mới bắt đầu vào chùa đã được thực tập các cái bài thi kệ tỉnh thức, trong đó có một bài kệ mà mỗi sáng thức dậy đó ai cũng phải đọc thuộc lòng. Vừa bước cái chân xuống cái giường thôi là phải đọc bài kệ này. Nếu mỗi bước chân đi của tôi, tức là người đang thực tập, dẫm đạp lên mạng sống của các loài côn trùng vi tế mà tôi không còn có cách nào khác để tránh được, vì tránh ở chỗ này thì dẫm đạp các côn trùng ở chỗ khác, thì tôi xin các vị côn trùng hãy nương vào pháp Phật niệm màu không có quán hẳn đối với tôi và siêu sanh thoát hóa về Tây Phương Cực Lạc. Cái thực tập như thế đó nó đối với rất nhiều người là không cần thiết, nhưng nó giúp cho hành giả nuôi lớn được cái lòng từ bi. Mỗi ngày thực tập như vậy thì lòng từ bi mình nó được tăng trưởng, và mình thấy rằng là nếu mình lỡ mà phải kết thúc mạng sống của ai, mình mong người đó nương vào cái này để được siêu sanh, thì hận thù nó không được kết nối từ đời này sang đời khác. Ở tại Việt Nam sau năm 1975
chúng tôi được lớn lên ở trong cái bối cảnh như thế, gặp rất nhiều sự khó khăn. Chùa Giác Ngộ là cái trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và là cũng là cái trường duy nhất còn tồn tại ngày hôm nay, không bị mất. Trường đó trước 1955 vẫn dạy Phật học song song với thế học cho rất nhiều thế hệ con em Phật tử. Và sau 1975 cho đến 1984, nó là một trường Phật học sơ đẳng. Sau khi tốt học tại đó thì qua bên Ấn Quang học trung đẳng Phật học, rồi sau đó lên chùa Già Lam học cao đẳng Phật học. Chúng tôi không được may mắn theo học bất kỳ một lớp học nào trong ba lớp học này, vì lúc đó đó các trường Phật học bị đóng cửa. Do đó là chúng tôi học gia giáo là nhiều, với các hòa thượng Huệ Hưng ở tu viện Huệ Quang, thành phố Hồ Chí Minh, hòa thượng Kim Cương ở chùa Kim Cương, hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Nguyên Ngôn. Nhờ học với bốn vị hòa thượng này, và trong một cái bối cảnh không có thuận lợi về chuyện học Phật học, mình vẫn có thể hiểu được Phật học. Cái thời gian đó chúng tôi học rất cực, học tại chùa Giác Ngộ. Thì lúc đó một số vị mà trong ban tôn giáo và công an tôn giáo đó cứ đến thường xét chùa đó. Chúng tôi học trong một tình thế rất khó khăn, là thầy trò phải để những cái tách trà sẵn khi các cán bộ tôn giáo đến làm khó dễ, thì chúng tôi giấu những cuốn tập học vào trong bụng rồi uống trà với nhau, không có bị rắc rối. Vài năm sau thì cái sự khó khăn đó đã được tháo gỡ và các trường Phật học bắt đầu được xuất hiện. Cho nên bây giờ thì chúng ta có ba học viện tại Sài Gòn, tại Huế, tại Hà Nội, rồi một học viện mới sẽ chuẩn bị thành lập trong năm nay cho các vị sư Khmer, nói tiếng Khmer. Chúng ta hiện tại có khoảng 10 trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc, 30 mấy trường trung đẳng Phật học và rất nhiều lớp sơ cấp Phật học dành cho tăng ni. Nhờ học các lớp gia giáo suốt cả 10 mấy năm như vậy, sau khi vào các trường Phật học thì chúng tôi có được một nền tảng căn bản và tiếp tục học. Cho đến 1994 thì sang Ấn Độ du học, nhưng không học Phật học nữa, chúng tôi học triết học Đông và Tây. Tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2001, trở về giảng dạy Phật học cho các trường Phật học, tức là cho thế hệ tăng ni đàn em của mình. Chúng tôi giảng dạy chính yếu là cho lớp cao đẳng Phật học ở Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bạc Liêu, và lớp cao cấp giảng sư, tức là các vị này sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học vào lớp cao cấp giảng sư 2 năm để học về sư phạm Hoằng Pháp, và cái khóa thứ 3 là Đại học Vạn Hạnh, chúng tôi cũng dạy tại đây với tư cách là trưởng bộ môn triết học Phật giáo. Thì trong vòng năm 2002 trở lại đây, công việc chính là giảng dạy các lớp này, còn việc giảng dạy chia sẻ pháp thoại tại các giảng đường đó, cho các Phật tử thì ít hơn. Ở tại Việt Nam, nếu chúng ta theo dõi đó, thì chùa Hoằng Pháp là một nơi tập hợp rất nhiều vị giảng sư trẻ, và các băng giảng của các vị đó đó nó được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Ở đây ai có theo dõi có thể biết có nhiều vị giảng sư mới có 22-23 tuổi thôi, thậm chí là chưa tốt nghiệp một trường Phật học nào, nhưng mà các hạt giống Phật pháp đã có sẵn ở trong các vị đó. Và thầy Chân Tính là người rất là năng đạo những hạt giống này, cho nên khi nghe đến ở đâu có những vị giảng sư giỏi đều mời về thuyết trình cho các Phật tử tu học. Và các băng phổ biến cho mỗi một cái đề tài giảng đó trung bình là 2.000, có những bài giảng phổ biến lên tới 30.000 đĩa chính thức tại chùa Hoằng Pháp, chưa nói là những chỗ khác và ở hải ngoại.
Từ đó cho phép chúng ta có một cái niềm tin rằng là trong thế hệ tăng ni trẻ đó, có rất nhiều vị đạt được các kiến thức Phật học và được đào luyện một cách rất là có bài bản, cho nên họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu tu học của người Phật tử trong thời đại này. Cái gì đã làm cho các vị giảng sư đó có thể làm được việc đó? Theo chúng tôi, không phải nằm ở bản thân của các vị mà nằm ở chiều sâu của Phật pháp. Khi mình hiểu đúng Phật pháp thì việc ứng dụng đó, nó sẽ làm mình trở nên rất là lưu thông trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Có nhiều vị giảng sư đâu hề học về triết học, xã hội học, tâm lý học, nhưng khi họ phân tích các yếu tố này nó đều có đủ, vì bản thân Đức Phật cũng từng như thế. Cho nên tiếp nhận đúng được cái giá trị Phật pháp của Đức Phật trong kinh điển là chúng ta có thể trở thành là biện tài vô ngại. Cái khái niệm mà Đức Phật nêu ra trong kinh, ai đi đúng có được năng lực đó. Do đó cái giá trị đóng góp không phải do chính vì đó mà do nhờ họ tiếp thu được từ Đức Phật. Bản thân của một vị pháp sư đó, quan trọng nhất là làm thế nào để giảng đúng Phật pháp. Còn giảng hay đó, hay giảng dở, nó thuộc về sở trường, năng khiếu và sự huấn luyện. Theo chúng tôi không quan trọng. Nếu giảng đúng mà nói có vẻ buồn ngủ cũng không sao. Chúng tôi nói rất rất dễ buồn ngủ, nhiều người nghe không thấy hợp được thì cũng không sao. Chúng tôi cũng tự tâm niệm rằng là cái việc mà mình giảng mà người ta hiểu được là tốt, mà hiểu được không sao, miễn không cho phép mình nói sai với Phật pháp trên các tinh thần. Do đó chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật nó có được một cái năng lực khai tâm, làm cho tâm của mình sáng suốt vô cùng. Và cái đó nó không giới hạn ở trong lứa tuổi. Trong Phật học có một cái câu sa môn sa di thuyết pháp sa môn thính, tức là có nhiều vị sa di thuyết pháp mà các vị thầy tu lâu năm phải ngồi nghe. Bởi vì thỉnh thoảng có nhiều vị sa di đó là hậu thân của các hòa thượng mới qua đời. Các hạt giống này không mất đi mà nó tồn tại với chúng ta. Nó tồn tại, nếu có được những hỗ trợ duyên tích cực đó, thì nó sẽ phát huy ra theo một cách thế mà chúng ta thấy hoa trái của Phật pháp sẽ mang lại an vui hạnh phúc liền. Ở trong thế gian cũng có những hiện tượng thần đồng, các thiên tài, các nhân tài trong các lĩnh vực, để nhờ tiếp nối được các hạt giống nghề nghiệp ở trong một lĩnh vực nào với một lý tưởng và lập trường nhất quán, không có gián đoạn. Và khi sinh ra trong đời này chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi, các hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy và làm cho vị đó trở thành một vị đặc biệt. Cái huấn luyện hiện tại cũng là một yếu tố không thể phủ định. Các vị lạc ma tái sanh của Phật giáo Tây Tạng sau khi được phát hiện là hậu thân của một vị cao tăng nào đó, họ được phục hoạt vai trò vị trí và đưa về trong một tu viện với một cái chế độ đào tạo giáo dục đặc biệt hơn. Trong đó họ được huấn luyện làm thế nào để tháo dỡ cái tôi, cái bản ngã đó. Vì ở vai trò lớn và tuổi 6-7 như thế này, được sự cung phụng, cung kính, cúng dường, tán thán của đàn na tế chủ có thể làm cho họ trở thành cống cao ngã mạn. Và cái đó là phá hủy hoàn toàn hết truyền thống tâm linh. Cho nên họ được học gấp 5, gấp 7 lần so với các chú tiểu bình thường khác. Và đặc biệt là huấn luyện tâm thức làm thế nào để có được cái lòng khiêm hạ, vô ngã, vị tha trên nền tảng của lòng từ bi và tự giác. Cho nên các cái ảnh hưởng tiêu cực đó không xuất hiện đối với họ. Do đó cái hỗ trợ duyên ở trong thời hiện tại khá quan trọng. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh. Có điều là chúng ta không biết là mình là tái sanh của người nào ở trong đời trước đó. Khác với một số vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng. Cái tính cách của sự tái sanh nó tạo ra tính đồng nhất về nhân của cái người tiền nhiệm và cái người đương nhiệm này. Hai tính cách đó nó độc nhất với nhau. Cũng giống như nếu trong tái sanh mà không được thành tựu tồn tại với dạng hương linh đó, thì tâm thức của hương linh đó ứng với lại tâm thức của người còn sống trước đó, thì trong tái sanh cũng như thế.
Có lẽ là phần lớn trong đây chúng ta đã xem qua bộ phim Kundun nói về Đức Dalai Lama rồi phải không ạ? Trong bộ phim đó, cái đoạn đầu khi đi tìm Đức Dalai Lama, các vị đệ tử có trách nhiệm làm công việc này đó, quan sát từ xa một cách lén lút. Kundun đang chơi với chúng bạn, lúc đó chúng bạn đang chơi đá dế và hoan hô vui vẻ hạnh phúc khi con này cắn con kia. Kundun thấy chịu không nổi, lại dùng tay giạt hai cậu bé này ra và dùng bàn tay một cách khéo léo để tách hai con dế đang cắn nhau và đem một con bỏ một chỗ xa để chúng không còn lại kẻ thù của nhau nữa. Hạt giống của lòng từ bi đó đó, nó như là một cái sự tiếp nối về cái đức tính mà ngài Đạt Lai Lạt Ma được xem là hậu thân hay được xem là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên tính cách này nó phải thống nhất với nhau, và dựa vào yếu tố đó đó, các vị đi làm công việc phát hiện ra vị hậu thân đó cảm thấy an tâm rằng người mà mình đang tìm kiếm này đó đúng là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Dĩ nhiên là họ phải trải qua các cái cuộc test khác nữa, chẳng hạn như là đưa các vật dụng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã từng sử dụng đó. Thì cái quán tướng của con người, cái gì mình phải sử dụng lâu năm dù nó không được đẹp, mình cảm thấy nó như là một phần sự sống của mình, nó thân thiết gần gũi lắm. Ví dụ cái sâu chuỗi này chúng tôi sử dụng 20 năm bằng gỗ thôi, đâu có gì đâu, giá trị của nó rất là thấp, nhưng mà đi đâu mình cũng thích là cầm sâu chuỗi này theo chứ không sâu chuỗi khác. Dầu cho Phật tử nào có cho tặng những sâu chuỗi quý giá 1000 đô, 2000 đô, mình cũng thích cầm cái sâu chuỗi bình dân này. Giả sử sau này khi chúng tôi chết đó, mà muốn tìm tái sanh, thí dụ nó tiếu cho vui thôi à, thấy một cái cậu bé nào mà chọn sâu chuỗi này mà bỏ những sâu chuỗi khác đẹp hơn, mình hy vọng là cái ông mà ông ghiền cái sâu chuỗi này. Thì bằng cách thức đó, đó người ta đã làm đối với Đức Đại Lạt Ma. Ví dụ như là cái mắt kiếm cũ kỹ của ngày thứ 13, bên cạnh đó làm các mắt kính khác như là một bản sao. Chỉ có ai là tác giả của nó mới biết là cái nào cái thiệt, cái nào cái giả, và những mắt kính đẹp hơn. Nhưng Kundun chỉ chọn lấy cái mắt kính cũ kỹ cận thị của ngày thứ 13, sau đó là cái cây gậy đầu rồng. Khi đậu các cái test này đó thì người ta cảm thấy an tâm. Chứ không phân tích về những cái đó, mà chúng tôi chỉ muốn nói đến một điều là cái nhân tính, với những đức tính tốt nhất là lòng từ bi, tuệ giác và những cái khác đó của con người tiền nhiệm và con người đương nhiệm, cái là kế nhiệm này đó, nó phải matching với nhau, nó ăn khớp với nhau. Và do đó chúng ta biết hai người này là một thôi. Cái đó được đạo Phật lý giải đó, học thuyết các hạt giống, cái hạt giống đó nó tiếp nối, nó không mất. Cho nên khi quý vị nhìn thấy một vị giảng sư nào đó, ví dụ ở trên chùa Hoằng Pháp mà giảng kinh lưu loát, mình nghe mình có những cái xúc cảm và dễ dàng thực tập theo những cái lời khuyên và hướng dẫn đó, thì chúng ta biết là có thể vị đó có những hạt giống trong đời quá khứ, hoặc là nỗ lực một cách có phương pháp ở trong thời hiện tại này, và tuệ giác của nhà Phật giúp cho người đó có thể được đạt được cái trình độ nhất định nào đó. Đây là một hiện tượng rất khoa học. Các trường Phật học ngày nay tại Việt Nam đó đào tạo 4 năm, và 4 năm đó học thuần về Phật pháp. Và nếu học một cách có phương pháp, người thầy dạy với tất cả tấm lòng, thì sau khi tốt nghiệp đó, vì đó có thể giảng kinh thuyết pháp lưu loát rồi. Hay dở nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, nhưng giảng đúng Phật pháp là có thể đảm bảo được. Các Phật tử cũng như thế, cái trình độ thế học bên ngoài vững chừng nào thì vào Phật pháp á, chúng ta sẽ hiểu sâu chừng đó. Với cái kinh nghiệm của người tại gia, với những cái ngóc cách của các nghề nghiệp, thì việc ứng dụng triển khai đó nó sẽ có một cái chiều sâu hơn những cái tình huống mà các vị sư tu từ nhỏ đến lớn trong chùa, vì đâu có tiếp xúc với chuyện thế cuộc đó. Việc ứng dụng nó sẽ không bằng các vị được. Cho nên các vị có thể là những nhà hoằng pháp với tư cách tại gia,
và học theo tinh thần của Bồ Tát Di Ma Cật ở trong kinh Di Ma Cật đó, để làm việc này. Ai làm nhà giáo một trong lĩnh vực nào đó, đó có thể lấy ngôn ngữ, kiến thức, các học thuyết, phương pháp luận của ngành đó để lý giải, phân tích và giới thiệu Phật học, thì học sinh của mình, học trò của mình, sinh viên của mình sẽ hiểu Phật pháp dễ hơn là các thầy tu giảng, vì các thầy tu có thể là không sở trường trong lĩnh vực đó, thì không thể dùng ngôn ngữ và phương pháp luận của lĩnh vực đó để cho người đó hiểu mà không có bất kỳ một thành kiến nào để tạo ra một tiến trình kháng cự về phương diện tâm thức. Cho nên làm Phật học hay là hoằng pháp trong thời hiện đại không sử dụng các ngôn ngữ Phật học mà sử dụng các ngôn ngữ của các ngành học hiện đại là một nhu cầu rất lớn. Khi chia sẻ những kinh nghiệm cho những vị giảng sư trẻ là đàn em của chúng tôi thường nhấn mạnh đến góc độ này và yêu cầu họ là hạn chế sử dụng các ngôn ngữ Phật học một cách tối đa, thì người học đó mới có thể tiếp nhận một cách dễ dàng. Và nhất là sử dụng các ngôn ngữ của đời sống thực tế, sử dụng các dữ liệu của đời sống thường nhật như Đức Phật đã từng sử dụng trong kinh, ứng với cái nền văn hóa của người đó đang sống. Nếu chúng ta nhập cản nguyên si nền Phật học của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ cho con người hiện đại với những cái thuật ngữ đó, thì họ sẽ gặp vô vàn những sự khó khăn về rào cản các khái niệm và thuật từ, cho nên họ khó có thể hiểu được lắm. Và nếu chúng ta chấp nhận điều này thì mỗi một vị tại đây có thể trở thành một vị pháp sư chia sẻ Phật pháp cho người thân, người thương, những người cộng sự đối tác trực tiếp hay là gián tiếp với mình, những người bán thực phẩm chay, nhà hàng chay cũng là một cách thức quan pháp giới thiệu về hạt giống từ bi mà những người khác tôn giáo đến đây ăn. Cô không cần phải biết rằng đây là một hàng chay của đạo Phật, rồi hạt giống đó được truyền vào một cách rất là vô tình, từ từ phát triển, khi hữu duyên nó sẽ phát triển ra làm cho nhân tính người đó được thăng hoa. Chúng tôi được biết nhà hàng Andy Nguyễn đã nhiều năm nay tổ chức những buổi pháp thoại, khi thấy các vị thầy ở các nơi khác đến đó, và mời các thực khách người phương Tây và người Việt Nam đến đây nghe. Như vậy cái chức năng của nhà hàng chay không phải là để thỏa mãn một cái nhu cầu khẩu vị của việc ăn chay như là một cái nền văn hóa ẩm thực, mà còn là một cái địa điểm hoằng pháp. Áp dụng cái công thức đó, chúng ta có thể làm theo cái ngành nghề sở trường, vị trí và hội sở xã hội của mình, và mình vẫn có thể làm thành công. Và làm như thế đó thì đạo Phật sẽ được mở rộng, ảnh hưởng rất là tích cực ở trên thế giới này, trong xã hội này. Có những giới hạn mà vị xuất gia không thể nào vượt qua được, vì nhà tu không thể đi vào chợ búa ngồi giảng kinh thuyết pháp, không thể ngồi kế các bạn hàng chữ thề đánh lộn để tâm sự. Thỉnh thoảng có những vị làm việc này thì hiếm lắm. Còn chúng ta cái cơ hội đó nhiều hơn, một cách bất đắc dĩ hay là do nghề nghiệp mà mình phải giao tế tiếp xúc, chúng ta có thể truyền Phật pháp cho họ được. Ở tại San Jose, chúng tôi có quen anh Quảng Từ, ảnh là giám đốc của một cái phân xưởng kim khí, mà gần 70 nhân công nhân của anh đó đều là những người Phật tử. Anh tuyển chọn những người Phật tử Việt Nam đó. Trước khi các công nhân này vào làm việc đó thì anh yêu cầu tụng kinh buổi sáng, tụng xong rồi mới ra làm. Và đến những lễ ngày sám hối 14, ngày 11 đó, họ cũng đều sám hối buổi tối, tức là sau khi làm xong không về, anh làm cho một nồi cháo rồi cả tất cả cùng ngồi lại ăn với nhau, rồi sám hối xong rồi mới về. Rất hay, tức là không có dùng cưỡng bức mà chỉ dùng những lời khuyên này. Và trong đó không có một công nhân nào chửi thề hay là uống rượu, uống bia cả. Một nhân duyên rất là đặc biệt. Có lẽ nó cũng đã có cái tính quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên trong đời này, những quyến thuộc đó sinh ra lại sống trong một cái cộng nghiệp với nhau, và do đó nhiều giấc hỗ trợ lẫn nhau để làm cho nhau cùng được hạnh phúc.
Những cái mô hình như thế nếu chúng ta phát triển đó, thì nó sẽ có giá trị rất là nhiều. Và ảnh hưởng của những giá trị đó nó sẽ làm cho xã hội này được an bình và thịnh trị. Xin nêu câu hỏi khác. Dạ. Thưa thầy, ở trong cái tam quy, cái quy Phật, quy pháp và quy tăng đó, kinh ngày xưa đó thì có câu là được quy di Phật, tương nguyện chúng sinh, thỉnh giải đại đạo, phát vô lượng tâm. Thì bây giờ đó, dịch theo tiếng Việt đó, thì là thay vì chỉ là phát vô lượng tâm đó, thì phát làm vô thường, thì cái vô lượng tâm cái lòng vô thường khác nhau. Cảm ơn bác đã nêu ra một cái câu hỏi nên liên hệ đến các nghi thức thọ trì đọc tụng của Phật giáo Bắc Tông, kết thúc ở mỗi cái thời kinh. Mặc dầu câu hỏi liên hệ đến cái câu phát lòng vô thượng, nhưng luôn tiện đây chúng tôi xin chia sẻ về cái chữ tự ở trong câu tự quy Phật, vì cái này nó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm và do đó nó có thể có những cái ảnh hưởng tiêu cực ở trong sự hành trì. Nhiều người lý giải rằng tự quy Phật là quy y Đức Phật của chính mình. Đức Phật đó như là một tiềm năng Phật tính có sẵn như Kinh Pháp Hoa đã đề cập. Hiểu như thế đó, cho nên dần dà họ không còn đi chùa nữa. Nghĩ rằng là đi chùa là thờ Phật đồng, Phật cốt, Phật xi măng, Phật bên ngoài, chứ không phải là Phật tâm, Phật tánh. Và hướng ngoại như thế làm đánh mất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Và do đó họ trở về tu nội gia, tu tại tâm. Cái sự tu như vậy nó vẫn giúp cho họ được an vui hạnh phúc, nhưng họ đã tách ly và không còn có những cái mối liên hệ mật thiết với các cái môi trường tâm linh, cụ thể là ngôi chùa. Chữ tự ở trong tự quy Phật á, là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Tự mình có nghĩa đơn giản như vậy, và trong tiếng Việt á, là con. Tại sao các tổ Trung Hoa đã sử dụng cái chữ tự mà không dùng cái chữ ngã? Ngã là tôi, là bởi vì nếu dùng chữ ngã là ý niệm về cái ngã, cái tôi đó nó xuất hiện ở trong cái hành động đảnh lễ và thực tập, thì cái ngã đó nó trở thành như là trục xoay, được quan trọng quá, được cường điệu hóa, cho nên sự tu tập nó sẽ không có kết quả. Do đó tránh việc sử dụng khái niệm ngã để dẫn đến ngã tưởng, các tổ đã dùng chữ tự, nó không có liên hệ, không có tạo ra ý niệm về cái tôi. Và do đó giúp cho các hành giả thực tập chuyển hóa cái tôi trong các phương thức hành trì, và đây là lễ tam tự quy một cách có kết quả. Đức Phật ở trong việc sử dụng ngôn ngữ đại từ nhân xưng thứ nhất của Ngài, Ngài cũng đã từng làm như thế. Ở trong tiếng Pali Sanskrit, đại từ nhân xưng thứ nhất được gọi là Ahamkara, ngã, tôi. Nhưng mà dịch theo nghĩa khiêm tốn là chúng tôi. Đức Phật không sử dụng những từ này, mà Ngài sử dụng từ Chư Lai như là một triết lý của hành trì. Không từ đâu đến, không đi về đâu. Bản chất mọi sự hiện tượng nó như thế là như thế thôi. Dùng cái khái niệm Như Lai để ám chỉ cho Ngài. Do đó Ngài sẽ không rơi vào cái chủ nghĩa bám víu vào cái thành quả cống hiến của mình cho nhân loại. Tôi đã làm thế này, tôi đã làm thế kia, mà Như Lai đã làm như thế thôi. Đó là một hình thức sử dụng các khái niệm để lột bỏ các cái hành trì của cái tôi. Mặc dù đối với Ngài cái tôi không còn nữa, nhưng nó là một nghệ thuật minh chứng để giúp cho chúng ta giảm bớt được cái ảnh hưởng cái tôi ở trong sinh hoạt hàng ngày. Và nhờ như thế đó, chúng ta được hạnh phúc, vì cái tôi là kẻ thù, cái tôi là trở ngại, cái tôi là một cái gì đó cần phải tháo dỡ nó.
Cho nên là khi thực tập đó, chúng ta phải thấy rất rõ cho cái giá trị của tâm linh là làm thế nào để chuyển hóa cái tôi, và việc sử dụng ngôn từ nó ảnh hưởng đến cái đó. Ngôn ngữ tiếng Việt nó là một ngôn ngữ biểu cảm. Các ngôi nhân xương thứ nhất, thứ hai, thứ ba được phân định rất rõ ràng, và người ngoại quốc học cái này mệt đầu luôn. Khi nào là kêu bằng ba, khi nào kêu bằng bố, khi nào kêu bằng cậu, khi nào kêu bằng thầy, khi nào kêu bằng bác, kêu bằng chú, cái đầu xương bằng con, bằng cháu, bằng tôi, bằng tao. Nó biểu cảm các sắc thái của cảm xúc. Và càng biểu cảm các sắc thái cảm xúc nhiều chừng nào thì cái tôi đó nó được biến hóa thiên hình vạn trạng chừng đó. Ở trong ngôn ngữ tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác đơn giản, nó chỉ có một ngôi ai thôi. Và do đó nó ít bị vướng về phương diện cảm xúc này hơn như là ngôn ngữ của tiếng Việt. Trong tiếng Trung Hoa đó, nó cũng giống giống như tiếng Anh. Chữ ai đó nó được gọi là ngã, chữ du được gọi là nể, còn ngôi thứ ba là chữ tha, nếu số nhiều thêm chữ môn, tha môn. Và giờ đó nó giảm bớt đi các cái cảm xúc ở trong sử dụng cái tôi. Mặc dù như thế mà chư tổ vẫn muốn giảm thiểu một cách tối đa nên sử dụng cái chữ tự. Do đó mình không nên hiểu là quy với Phật của chính mình về cái cấu trúc nhân phạm. Đây chữ tự là chủ ngữ, quy y là động từ, Phật là tăng ngữ, nó là một câu rõ ràng. Còn mình hiểu tự quy Phật là quy Phật của chính mình, nó sai hoàn toàn cấu trúc nhân phạm chữ Hán tại đây. Và lý giải như thế là hoàn toàn có tác hại. Mình quy với Phật ở trong tâm của mình riết rồi, mình không thèm quy y ở chùa, mình cũng không thèm đến chùa, rồi mình cũng không thèm đến với ông thầy nữa. Thì từ từ dẫn đến tình trạng mình chỉ còn tin vào dị bảo thôi, Phật và Pháp thôi, mất niềm tin với các ông thầy tu. Và do đó nó là một cái biểu hiện khác của cái tôi rất nguy hiểm. Pháp vô thượng tâm, tâm vô thượng là cái tâm mà không có gì có thể vượt lên trên được nó. Ở trong ngôn ngữ Pali nó gọi là Brahma, nghĩa đen của nó là phạm thiên, nghĩa đạo đức học của nó là cao thượng, và được định nghĩa là từ bi hỷ và xả. Mình đảnh lễ Đức Phật qua một cái hành động ngũ thể sát đất để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Ngài. Nhưng trong đó chúng ta đang mở lòng từ bi và hướng về tất cả mọi loài chúng sanh, và mong sao cho tất cả chúng sanh phát được những cái tâm của lòng từ, cái tâm của lòng bi, cái tâm của lòng hỷ, cái tâm của lòng xả. Và trên cơ sở đó chúng ta phát triển trọn vẹn những yếu tố này ở trong cơ thể của mình. Nó là một sự thực tập của Bồ Tát Đạo, ý nghĩa rất là lớn. Tâm vô lượng hay tâm vô thượng thì nó có nghĩa như vậy thôi. Nó là hai cách dịch. Còn định nghĩa của vô lượng hay vô thượng nó là từ bi hỷ xả. Do đó muốn thực tập các cái khóa lễ có kết quả cao đó, chúng ta phải quán tưởng và hiểu được nội dung. Và đó là lý do hôm qua chúng tôi yêu cầu đó là các cái khóa kinh đó nó phải được thường việc, để cho người thực tập hiểu và hành, và các hư linh nghe được đó mới có thể phá vỡ được tâm thức chấp trước. Khi mình nói là cầu cho chúng sanh phát lòng vô thượng thì chúng ta phải hình dung là tất cả chúng sanh đó đang hướng về từ bi hỷ xả. Muốn làm như thế thì mình phải là người hướng về đó trước nhất. Thì cái việc lễ bái tụng niệm đó mới có kết quả thiết thực. Còn bằng không mình chỉ trở thành là cái người tụng kinh để cầu phúc thôi, rồi không phát huy các năng lực này, thì mình chỉ được cái phần chocolate của khóa lễ. Còn kim cương của khóa lễ là tuệ giác và các đức tính đó, mình không đạt được. Quán tưởng sẽ giúp cho tâm lượng được nhân rộng, và sự thực tập chuyển hóa tâm thức được phát triển ở một mức độ cao hơn. Nó là một nhu cầu. Các khóa lễ thấy đơn giản như thế, nếu áp dụng đúng
với sự hành trì đó thì lệ lạc rất lớn. Ba tự quy tức là tự mình nương về với ba ngôi tâm linh, ngôi Phật, ngôi Pháp và ngôi Tăng. Ngôi Phật là tuệ giác, và các thứ tính tuệ giác là từ bi hỷ xả. Ngôi Pháp là con đường, là đạo lý, là đạo đức, là quy luật sống, là hạnh phúc, là mọi giá trị cần thiết mà con người cần phải có để thăng hoa đạo đức của mình và tâm linh của mình. Và ngôi Tăng là ngôi hỗ trợ, ngôi khai tâm. Vì thiếu ngôi này đó, chúng ta sẽ không có cửa ngõ đến với đạo Phật được, hoặc đến một cách là thiếu thầy, thiếu người hướng dẫn. Do đó chúng ta chỉ lẩn quẩn ở trong cái lớp tín ngưỡng của đạo Phật, vốn có thể trở thành lớp tùm gửi ở trên thân cây Bồ Đề, vì đạo Phật vốn không có tín ngưỡng. Kể từ khi Đức Phật qua đời thì yếu tố tín ngưỡng mới được thiết lập. Và chúng ta phải xem cái phần tín ngưỡng chỉ là một cái phần rất là phụ thuộc của đạo Phật, chứ không phải là toàn thể của đạo Phật. Các nhà khoa học, các nhà triết học, các nhà sói học ở phương Tây đến với đạo Phật là nhờ vào cái tính triết lý, tính khoa học, tính triết học, tính đạo đức học của đạo Phật. Nhưng khi họ trở về với mảnh đất châu Á, được xem như cái nôi phát sinh ra đạo Phật, thì họ nhìn thấy một hình thái đạo Phật tín ngưỡng hoàn toàn. Họ thất vọng lắm. Chúng tôi dự đoán là trong tương lai khoảng chừng 50 năm trở về sau, đạo Phật tại phương Tây sẽ mạnh rất nhiều lần so với đạo Phật ở châu Á. Bởi vì cái nền văn hóa bản địa tôn giáo của châu Á đó đã tạo ra rất nhiều lớp tùm gửi ở trên thân cây Bồ Đề của đạo Phật, vốn là tuệ giác. Và ở phương Tây này, khi mà trình độ khoa học và nhận thức của người được phát triển cao đó, thì họ thấy các cái mô tả mê tín trong kinh thánh của họ không còn đủ sức thuyết phục để giữ họ lại trong tôn giáo này, và họ phải có nhu cầu tìm đến với các tôn giáo khác, đó là tôn giáo của đạo Phật. Thì họ sẽ tiếp nhận được cái chất liệu đó và họ phát huy ở mức độ cao hơn. Ốc tổ chức, ốc quy hoạch, ốc vĩ mô của người phương Tây sẽ làm cho đạo Phật mạnh và thịnh hơn rất nhiều lần so với ở châu Á. Và sau này muốn đi học Phật học thì phải qua Mỹ học mới có chất lượng. Và thậm chí muốn tu tập ngon lành thì cũng phải qua những cái thứ như thế này. Đó là tương lai xa. Do đó để thực tập có kết quả thì chúng ta phải hiểu các khái niệm, các ngôn từ, và vai trò của sự học rất quan trọng. Vì đạo Phật là đạo tuệ giác, mà cái học đó, nó sẽ giúp cho tuệ giác đó được thiết lập. Vì học là nền tảng của sự tu. Tu mà không có học đó thì tu đó khó được đảm bảo, vì không đúng phương pháp luận, có thể mất rất nhiều thời gian mà kết quả chẳng đi đến bao. Còn học có phương pháp thì học ngắn thôi, 2 năm, 3 năm là có thể thực tập, là có thể giảng kinh thuyết pháp luôn đó được rồi. Năm nay trường Đại học Vạn Hạnh chúng tôi đang nỗ lực chiêu sinh đối với các đối tượng cư sĩ Phật tử. Kể từ khi giáo hội mới được thành lập tại Việt Nam vào năm 1981 đó, thì nhà nước đã không cho phép cư sĩ học Phật học trong các trường Phật học. Do đó ở trong hiến chương của giáo hội nó có một cái ban gọi là Ban Giáo dục Tăng Ni ở cấp trung ương là toàn quốc và cấp tỉnh thành. Và khi cái hiến chương của giáo hội được nhà nước phê chuẩn như thế đó, thì cái việc tuyển sinh là đối tượng không phải tăng ni sẽ bị loại ra. Bao nhiêu năm nay người cư sĩ không có cơ hội học Phật pháp, chỉ được học thông qua các buổi giảng. Năm nay chúng tôi đang nỗ lực làm và đã thông báo, và thông báo đó đã bị cản trở, nhưng chúng tôi vẫn làm, hy vọng rằng là nó không có gì trục trặc. Mà nếu vào tháng 9 này đó, cái khóa đầu tiên ở cấp cử nhân, những người cư sĩ tại gia có được cơ hội học như là trường Đại học Vạn Hạnh trước năm 75, thì trong vòng 10 năm sau chúng tôi tin chắc rằng là các hạt giống Phật pháp với hình thức là người cư sĩ sẽ làm cho lĩnh vực ngành nghề của họ đó nó có được yếu tố và nội dung Phật pháp với các dữ liệu Phật pháp.
các nhà nhạc sĩ, các họa sĩ, các nhà kinh tế, giáo dục, nói chung là các lĩnh vực, nếu được học Phật học để lấy cái nền tảng tâm thức cao này làm thăng hoa cho cái ngành của mình đang nhấn thân đó, thì chúng tôi cho rằng là nó có giá trị lợi lạc cho cộng đồng và tha nhân rất lớn. Nghe các bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta không thấy các ngôn ngữ Phật học, nhưng nội dung và triết lý Phật học dày đầy trong đó. Và những người Thiên Chúa giáo Tin Lành và những người không theo đạo Phật đã chấp nhận nhạc của Trịnh Công Sơn như là một phần sự sống của họ. Khi nhạc sĩ họ Trịnh qua đời, hàng chục ngàn người đã đi đưa lễ tang với lòng tôn kính. Ứng dụng Phật pháp như thế, chúng tôi cho rằng là có giá trị lệ lạc rất nhiều. Và tương tự trong mỗi lĩnh vực và ngành nghề, nếu chúng ta làm được điều đó thì Phật pháp sẽ được thăng hoa, làm theo cái sở trường và vị trí của mình. Nói tóm lại đó là để làm được việc đó thì chúng ta phải hiểu được Phật pháp một cách vững, và trong lúc thực tập thọ trì kinh đó, phải thực tập theo ý nghĩa là hành trì hơn là chỉ đọc như là một thói quen thôi. Có nhiều người cứ đến giờ nghe ba tiếng kiển lên là làm lễ, và làm lễ như một cái máy thôi, hết giờ là xuống chứ không có quán tưởng gì trong đó theo lời kinh và nội dung của nó, thì cái kết quả của sự hành trì đó chẳng là bao. Có thể có mặt ở trong chùa 30 năm, 40 năm, 50 năm, hoặc là đi chùa cả một cuộc đời mà phần tâm thức chúng ta nó không được phá vỡ để nâng ở mức độ cao nhất như là các vị thánh đã từng đạt được. Cho nên hiểu Phật học để dẫn đến hành trì Phật học, để có được cái kết quả Phật học ở trong đời sống đó, là điều nó có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Do đó rất mong tất cả chúng ta cùng luôn tập. Xin đi câu hỏi khác. Thì con đọc ở trong các kinh thì con thường thấy có những cái số như là 84.000, 32 tướng tốt, 48 vẻ đẹp. Vậy mong thầy Đức cho con biết những con số đó từ đâu có và từ kinh cho cái gì. Lý giải các con số như vừa nêu đó, nó có ở trong các tông môn pháp phái và các bộ từ điển Phật học nêu ra rất nhiều, nhưng khó có thể làm thỏa mãn chúng ta nếu chúng ta hiểu đó là con số thật. Trong kinh điển nó thường sử dụng các cái con số mang tính cách tượng trưng cho số nhiều, đa dạng, và 84.000 pháp môn nó có ý nghĩa như thế. Nếu chúng ta đông đo tính tím bằng các phương pháp cộng trừ nhân chia, chúng ta không thể nào tìm ra được thậm chí là 1.000 pháp môn, huống là 84.000. 100 pháp môn cũng đã khó lắm rồi. Trọng tâm pháp môn mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp cho nhân loại là tứ diệu đế. Tất cả các triết học của đạo Phật nằm ở trong học thuyết này. Và pháp môn được nêu ra trong đó là bát chánh đạo. Nó gồm có 8 yếu tố. Thực tập các 8 yếu tố đó thì con người được an vui và hạnh phúc. Thiền là một sự mở rộng của chánh niệm, chánh định trong bát chánh đạo. Tịnh độ đó là một phần mở rộng của chánh niệm. Về đối tượng của chánh niệm nó gồm có nhiều, mà phương pháp lục niệm nó gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức, niệm Chư Thiên. Ta phát huy cái nội dung của niệm Phật trở thành một tông môn pháp phái. Mật tông là sự trang nghiêm thanh tịnh và tương ưng của ba nghiệp, thì đó là những cái phần của chánh nghiệp và chánh mệnh, tất cả đều nằm trong đây. Cho nên chúng ta không còn cách nào khác phải hiểu con số đó là số biểu tượng đối số nhiều. Cái nghĩa Phật học của con số 81.000 pháp môn nó hoài là số nhiều ra, nó còn có ý nghĩa như thế này: ta đừng bao giờ lấy pháp môn mình làm hệ quy chiếu để nhận định đánh giá các pháp môn của các hành giả khác
là đúng hay sai, là cao hay thấp. Cái đó nó đã làm cho cái tôi được lớn và trở ngại vô cùng. Khi mình cho rằng pháp môn mình hành trì là đúng mà các pháp môn còn lại là có vấn đề đó, thì là những người hành giả Phật tử như nhau, đệ tử của Đức Phật, nhưng chúng ta không thể ngồi chung ở trong một ngôi chùa, không thể thực tập chung ở trong một sự thực tập mà vốn nó có thể có những giá trị chuyển hóa tâm thức của chúng ta rất lớn. Mỗi một pháp môn có thể được xem như là một cái phương tiện giao thông, và đây là giao thông tâm linh. Phương tiện giao thông đầu tiên trong lịch sử loài người là đi bộ, kế đến là đi xe, xe ngựa, xe hươu, xe dê, sau này là xe đạp, xe Honda, xe hơi, xe lửa, kế đến là tàu thủy, kế đến là trực thăng, rồi máy bay. Các phương tiện giao thông này đó, nó ứng với lại các cá tính và sở thích của con người. Ở trong những quốc gia nghèo đó, khi có được chiếc xe đạp, người ta phấn đấu làm ăn làm sao có được một chiếc xe Honda. Bây giờ Việt Nam đã trải qua giai đoạn của xe đạp từ đi bộ, rồi bây giờ ra ngoài đường phố là 90% là xe Honda. Trong tương lai 10 năm nữa, sau khi Việt Nam được chính thức gia nhập và thành viên 150 của WTO, thì Việt Nam bắt đầu sẽ có xe hơi nhiều, và nó sẽ được Tây phương hóa. Thì lúc đó đó là cái khuynh hướng của những người nghèo đó là muốn bỏ những cái phương tiện cũ kỹ để chọn những phương tiện giao thông lớn hơn, quan trọng hơn, an toàn hơn. Nhưng ở phương Tây này đó, những người giàu lại có khuynh hướng bắt đầu thích đi xe mô tô, nhất là trong mùa hè này. Ở trong những cái xa lộ như thế, cái độ an toàn giao thông không đảm bảo được, nhưng mà họ thấy thích. Và việc lấy được một cái bằng lái nó khó gấp 3 lần so với lái xe hơi, mà họ vẫn hoan hỉ. Mua một chiếc xe mô tô đời hiện đại có thể mắc hơn một chiếc xe hơi trung bình, mà họ là sở thích. Ý chúng tôi muốn nói rằng là các cái phương tiện giao thông nó thích ứng với từng cái cá tánh, và các cái pháp môn được xem là các cái trục giao thông tâm linh đó, nó cũng ứng với cá tánh của con người. Có người hợp với pháp môn niệm Phật, có người hợp với pháp môn thiền, có người thì hợp với pháp môn mật tông, và nhiều pháp môn khác nữa. Do đó là cứ sử dụng đúng pháp môn của mình, đúng phương pháp của pháp môn, thì kết quả hành trì sẽ có, lợi lạc sẽ có mặt. Hiểu 84.000 pháp môn là tính đa dạng, đa quy của các pháp môn, vốn đều là các cái phương tiện tâm linh có thể đem mình đến an vui và hạnh phúc, thì chúng ta không bao giờ thấy các pháp môn khác với mình là một trở ngại. Và các vị thầy tâm linh khai tâm mở đạo cho mình thông qua một pháp môn đó là vị thần tượng hóa. Mình xem các vị đó như là những người hỗ trợ khai tâm. Cho nên là không có tình trạng là đệ tử của vị này chống vị thầy kia và ngược lại. Có một số khuynh hướng của các Phật tử đó chỉ xem thầy của mình là số một thôi, và rất hãnh diện tự hào khi thấy rằng mình là đệ tử của một vị cao tăng, một vị hòa thượng có danh tiếng, là một vị tu sĩ nào đó có tầm ảnh hưởng trong sinh hoạt tu học. Cái đó là cái tôi, cái đó là trở ngại, và cái đó là sai hoàn toàn với vi quy y tam bảo theo tinh thần nhà Phật. Tất cả những người Phật tử, bao gồm người tại gia và xuất gia, đều nhận những vị xuất gia chân chánh làm thầy. Chúng tôi cũng có Tam Bảo, và Tăng Bảo cũng là thầy của chúng tôi, và tất cả những người tại gia cũng như vậy. Còn vị thầy quy cho chúng ta đó chỉ là vị khai tâm thôi. Cái tình cảm con người, nhất là con người châu Á đó, cho phép chúng ta thấy cái vị truyền giới cho mình là quan trọng nhất, và mình có khuynh hướng là ăn cái nào rào cái đó. Cái tình cảm của con người đó có thể thông cảm được, có thể chấp nhận được, nhưng đừng đi quá mức ở chỗ là mình thần tượng hóa vị đó và mình bình thường hóa những vị còn lại. Vì nó sẽ gây ra rất nhiều trở ngại ở trong mối quan hệ giữa những người Phật tử với nhau. Tám mươi vẻ đẹp
32 tướng tốt đó, nó không có số biểu tượng, mà nó thuộc về các yếu tố như là thước đo, tính điểm về nhân tướng học, như là một biểu hiện cho thấy đảm bảo được rằng con người hội đủ những yếu tố vừa nêu được xem là một bậc vĩ nhân trong cuộc đời này. Cái cấu trúc nhân tướng học của người Ấn Độ đó dựa vào các loại hình của các chúng sinh và lấy yếu tố nào là nhất số một ở trong các loại hình đó thì người ta tượng trưng và mô tả cho Đức Phật và các bậc thánh. Nhưng nếu chúng ta ráp nói một cách nghĩa đen chữ trắng, tạo thành một cái cấu trúc nhân thể học dựa trên 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt thì chúng ta thấy một Đức Phật hoàn toàn không đẹp tí nào cả. Thí dụ, ở trong các loài động vật thì không có loài nào như là loài khỉ vượn có cánh tay dài quá đến cái đầu gối. Người bình thường làm gì qua dài quá đầu gối không ạ? Nó chưa bao giờ đến đầu gối. Và từ cái quan điểm đó đó, Ấn Độ đó, nó có một cái phong tục muốn đông đo tính điểm ai là một nhân tài đó thì họ để một cái trụ cột và buộc người đó phải chồng cái tay ra vào sau lưng. Mà nếu 10 đầu ngón tay có thể đan xen vào nhau ở trên cái vòng tròn thử nhân tài đó thì người đó được xem là nhân tài. Chưa từng thấy trong lịch sử Ấn Độ có được những vị như vậy, nghĩa là cái tay dài hơn đầu gối. Do đó chúng ta phải thấy nó là cái mô tả mang tới cách biểu tượng rằng những cái quý nhất ở trong các tướng của những chủng loại đó Đức Phật có, nhưng ráp nói theo nhân thể học thì nó không ăn khớp. Do đó chúng ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng rằng là một bậc vĩ nhân nó sẽ có những cái phước báo trọn vẹn, mà một trong 10 danh hiệu được gọi là minh hạnh túc. Minh là tuệ giác, hạnh là đức hạnh, bao gồm vạn hạnh công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, dấn thân độ sanh cứu thế cho nên thành vô ngã vị tha. Ai làm được như thế thì có được cái hạnh túc, tức là sự trọn vẹn toàn hảo đầy đủ về phương diện đạo đức. Thì một vị vĩ nhân như là Đức Phật sẽ có được 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Đó là mô tả hình thức đó. Để phá cái chấp tướng này trên cái nền tảng nhân tướng học của người Ấn Độ, và tương tự chúng ta có thể hình dung nhiều loại nhân tướng học của các cái phong tục tập quán nhiều quốc gia trên thế giới, Đức Phật đã nói ở trong kinh Bát Nhã: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ai cũng thuộc câu này. Nếu ai nhìn Đức Phật qua 32 tướng tốt về 80 vẻ đẹp, cũng như là các âm thanh tuyệt hảo được mô tả trong kinh là viên âm, là vi diệu âm, là pháp âm, là phạm âm, là thắng bị thế gian âm, là hải triều âm, và chỉ có những loại âm thanh như thế là mới là Phật âm, còn những âm thanh khác không phải, thì người đó đang đi trên con đường sai lầm, con đường của chủ hình thức. Và do đó người đó sẽ khó có thể thấy được Như Lai, có nghĩa là giác ngộ được Phật tánh của chính mình. Kinh điển vẫn giữ lại 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như là cái dấu ấn của cái nền văn hóa Ấn Độ. Nhưng các kinh điển đại thừa phá nó về phương diện chấp tướng để nâng cái tầng cấp tu học của hành giả ở mức độ cao hơn, cần thiết hơn. Và do đó khi tiếp xúc đó, chúng ta phải hiểu là trong từng bài kinh, trong từng câu đó, nó có thể có 3 lớp ý nghĩa khác nhau: lớp nghĩa đen, lớp tín ngưỡng và lớp tuệ giác. Người tín ngưỡng đến với đạo Phật thì tiếp xúc với cái lớp nghĩa đen chữ trắng hay là lớp tín ngưỡng. Còn những nhà văn bản học, những nhà khảo cổ học thì tiếp xúc với đạo Phật qua nghĩa đen chữ trắng đó. Còn những nhà hành trì, những nhà triết học ở mức độ cao và nhất là hiểu được cái tinh thần của Phật giáo Đại thừa đó thì phải tiếp xúc đạo Phật qua cái lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.